Đừng bắt anh ạ. Chúng mình đang đi sinh tồn nhưng mà giày Hà Sang bị mắc ở trên kia các bạn ạ. Ở chỗ này rất là cao, mình bây giờ mình phải trèo lên cây này để lấy cho Hà Sang các bạn ơi. Cẩn thận nhanh rất ơi. Là cao này, đây này. Cẩn thận ngã đây anh ơi, cẩn thận. Gần đến rồi Hà Sang ơi. Cẩn thận nha anh. Cẩn thận. Rồi cẩn thận nhá. Cẩn thận lên xe với. Đây rồi. Ôi các bạn ơi, ở bên dưới này. Cẩn thận. Các bạn ơi, bây giờ thì ba anh em mình đang có mặt ở trong rừng các bạn ạ. Rừng mùa này thì là đang là mùa mưa, nên là cây cối phát triển cực kỳ nhanh. Ngoài ra thì là sự phát triển của cả sinh vật nữa. Wow, con nhện này màu sắc hình thú rất là lạ luôn, chắc là chắn là nhện độc rồi các bạn ạ. Thôi đi qua cẩn thận nha, con đi vào sao ơi, đi qua đây. Ghê quá anh ơi, đi. Cây quá, anh cứ nhìn cây này. Anh có đỡ là mình hết cả hồn chứ. Anh làm gì đấy, anh có đỡ ơi. Anh kéo cái dây rừng này, lát nữa chúng mình làm gì thì làm Hà Sang bạn. Tại vì sinh tồn như này rất là khó khăn. Mình lấy được cái gì mình sẽ lấy luôn. Đúng rồi. Ui, dây rất là dài luôn các bạn ơi. Cuối cùng thì cũng lấy được cái dây này các bạn ạ. Đây. Dài lắm anh ạ. Mình sẽ cầm, lát nữa mình sẽ làm được cái gì mình sẽ làm các bạn nhá. Bắt được con hổ hay là con voi hay là con chó. Đây này. Em thích ăn lợn rừng anh ạ. Lợn rừng. Chiêu to khổng lồ luôn các bạn ạ. Đấy, đi thôi Hà Sang ơi. Rồi, đi thôi. Ủa đây có con nhện này các bạn ơi. Wow. Con nhện này to dã man luôn đấy các bạn ơi. Chân dài ngoằng đen xì xì. Mà nhện này nó không hề giống nhện bình thường một tí nào luôn ý. Tốt nhất là mình nên tránh cái con nhện ra Hà Sang ạ. Ui, sợ quá anh có đỏ ạ. Đây các bạn ơi. Đường đi thì khá là gập ghềnh ấy. Nhện thì ở ngay trên đầu. Phải hết sức cẩn thận nha, bởi vì rất có thể là còn bị trơn nữa các bạn ạ. Các bạn ơi, các bạn nhìn này. Ở đây thì chúng mình phát hiện ra một cái cây nó bị gãy các bạn ơi. Có vẻ như là hôm qua ấy, có một trận mưa rất là to. Thế nên là cái cây này tuy là rất to rồi nhưng mà đã bị gãy. Đây, gãy ngang hẳn ra bên này này. Chúng mình sẽ đi ở bên dưới các bạn nha. Chúng mình vẫn đang đi tìm đồ ăn các bạn ạ. Ở quanh đây không biết có đồ ăn gì không. Ui, con đi ơi. Hả? Ý sao nào? Cái gì? Áo em có con gì ấy các bạn? Con gì? Đứng yên. Đi sinh tồn mà sợ đấy à, con im. Con gì? Nhìn thì giống con bọ ngựa các bạn ơi, nhưng mà đây có vẻ là không phải con bọ ngựa đâu anh ơi. Nó có hai cái đầu nhọn ở trên đầu cắm ấy các bạn ơi. Anh ơi, nhìn cái chân tay của nó rất giống kiểu như là tre ấy anh ạ. Hay là nó ở trong cây tre ra nhỉ? Ui, nhìn này. Hà Tam sợ không? Đây này, nhìn chân nó rất giống với lại cái màu này này. Cái màu của cây thông. Đúng rồi. Bên dưới là giống cái ủa, đây kiểu là như hai. Là nó biến kiểu như là nó hóa trang, ngụy trang. Thôi thả các bạn nha, thả nó đi. Ghê quá. Thả nó rồi các bạn ạ. Đi thôi, đi tiếp đi tìm đồ ăn đây. Chúng mình vừa đi ở trên kia xuống này các bạn ơi. Còn đây là con híp với Hà Sam đang ngồi đây. Đấy. Mệt quá anh ạ. Mệt không? Mệt vã mồ hôi, anh có thấy như là mồ hôi em nó rơi lá tả không? Mồ hôi mình cũng thế các bạn ơi, ướt hết áo rồi này các bạn này. Leo từ trên rừng xuống rất là mệt luôn. Nhưng bây giờ việc quan trọng chúng mình để có thể sinh tồn được ở đây vẫn là tìm đồ ăn các bạn ạ. Nước thì có đây rồi anh ạ. Bây giờ chỉ cần tìm thức ăn thôi. Chúng mình bây giờ nha, chúng mình sẽ làm một cái vũ khí ấy để đi săn động vật ở trên núi này các bạn nha. Chắc chắn là rất nhiều động vật mà có thể ăn được. Làm gì đấy con Niêm ơi? Tớ xem nhiều phim sinh tồn Hà Sam ạ. Thấy người ta làm dìu bằng đá này. Giờ tớ bắt chước làm dìu. Săn bắt hái lượm đúng không? Ui ôi, quân hiếp ấy định là làm hòn đá xong rồi làm thành cái rìu luôn đấy các bạn. Ui. Bây giờ tớ sẽ mài vát hai đầu này đi. Để phải mài vuông thế này Hà Sam ạ. Nó chặt cái này xong thì mình lấy cái que mình cái này đấy. Tớ biết rồi. Hình mẫu là lên là có ý tưởng ấy các bạn. Thế nhưng mà không biết là sản phẩm ra thì nó giống cái rìu ấy không.
anh ra làm một cái cung tên để đi săn động vật. Cung tên? Ừ. Đây. Nhìn thấy giống cung tên nhà Tam ơi. Giống giống rồi nhưng mà nó phải cong cong mà. Nhưng mà anh không tìm được cái cây nào cong, anh chỉ lấy được cây như này thôi. Thôi dùng tạm, nhưng anh nghĩ là cung tên của anh sẽ bắn chuẩn đấy. Được không ta? Ồ, được đấy, được đấy, được đấy. Ai, ngắm ngắm nhìn bắn anh có giống tuyển thủ Olympic không? Ai, bắn cung vậy. Ôi, tôi xong. Cảm ơn anh nhá. Bây giờ anh sẽ đi làm cái mũi tên nữa nhá. Rồi, vậy là xong cái rìu rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ chặt thử nhá. Ui, được. Thế này đại gấu đỏ săn được con lợn rừng về, mình sẽ phanh thây nó ra. Săn từ nãy giờ mà không được con gì các bạn ơi. Tại vì cái cung của mình ấy bắn không được chính xác cho lắm nên các con vật chạy hết rồi các bạn ạ. Thôi chắc là mình lại đi về trong quân hít với Hà Sam kiếm được cái gì ăn không các bạn nhá. Chứ ở đây bây giờ sắp tối rồi, không có cái gì ăn thì chết đói mất. Chai này đã để đây rất lâu rồi này. Ui, ở trong này còn có nước, không có nắp luôn. Wow. Bẩn ơi là bẩn ấy. Mình sẽ sử dụng cái chai này á để làm bẫy bắt cá ở dưới suối các bạn nhá. Nhưng mà trước tiên là phải đem rửa sạch cái chai này đã. Cái bẫy bắt cá mình đã làm xong rồi các bạn ơi. Cái bẫy này á chỉ dùng bằng cái chai nhựa bỏ đi như này thôi. Mình đã làm rất nhiều lần rồi. Bây giờ mình sẽ đặt xuống dưới nước để bẫy cá các bạn nhá. Nhưng mà phải chọn xem chỗ nào mà cá ấy, nó thật là nhiều, thật là đông. Trong này các bạn ơi, thường ấy cá là trốn ở trong cái gốc cây bụi cây như này. Mình sẽ đặt ở đây các bạn nhá. Nằm im ở đây. Ôi, một khi đã vào thì cá không bao giờ bơi ngược trở ra. Đây là tí nữa mình chỉ việc ra lấy về thôi. Anh bắt được con nào không? Mang đây ép thịt luôn. Em vừa làm được cái rìu xong. Đây sao nào? Rìu đá to đấy. Cái này bổ có đứt được cây không? Ui anh yên tâm. Thịt mà anh mà bắt được con gì về em, cái này em phay có tí xong rồi. Nhưng mà anh có bắt được con gì đâu. Động vật nó đi ngủ hết rồi. Nó sợ anh bắn đi ngủ hết rồi không còn con gì con lưu ạ. Làm em làm hi hục cái rìu này từ sáng đến giờ. Hà Sam đâu? Hà Sam đi bắt cá rồi. Hay là anh em mình cũng đi ra xem có con gì bắt đi. Ừ. Đi. Anh nhìn con cua to lắm đây này. Đỡ đây cho con đá đấy, bỏ con đá ra xem. Thấy không? Từ từ, đâu anh ơi? Rõ ra anh nhìn được con cua ở đây mà. Đây hẳn đây nha. Đây. Rồi. Con cua to rồi con yêu ơi. Đây. Bố đây. Con này nó cắn đấy. Cắn đâu mà cắn. Nó cặp chứ nó cắn đâu. Con cua to khổng lồ luôn các bạn ơi. Nhưng mà hai cái kẹp của nó này. Wow. Kẹp vào nhau đấy. Thế thì ở sau này chắc chắn là vẫn còn rất nhiều cua. Đi tìm ra, nhưng mà bây giờ phải lấy cái gì buộc vào đó con ý bạn. Rồi để em đi kiếm cái dây buộc nhá. Lấy cái dây rừng ở đây buộc lại đi. Đấy, cẩn thận cho nó kẹp anh ạ.
Ôi, đánh bắt, đánh bắt. Ê, 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 ê. Ở đây rồi. Ý. Đây rồi. Rồi. Ồ, à, cái chân của nó kẹp còn đau ấy. Con cua phải bằng nắm đấm của con íp nhỉ. Gần bàn, gần bàn. Ủa này các bạn ơi. Thế này, tí, một mình em một con. Này em cầm đi, em cầm đi. Nào. Một giây vào đi. Rồi đẩy em nhé. Đi thôi. Rồi. Có con nào đúng không? Đấy rồi, cô đi ơi, em nhìn thấy nó rồi. Đây. Từ từ, cẩn thận. Ui, nó chạy. Cẩn thận. Đấy. Ui, trời, nước nó sâu quá. Sâu quá, nước quá. Chị mà nó đá đây này, đây. Đấy, cẩn thận. Ui, nó sâu rồi, cẩn thận. Nó sâu rồi, mất đi em ạ. Đây này, từ thôi. Đừng đẩy nó vào nữa. Đấy, bắt anh ạ. Đấy, đánh bắt. Đấy, cẩn thận cho nó kẹp anh ạ. Ôi, đánh bắt. Ở đâu rồi? Đấy. Đấy rồi. Rồi. Ai? Giữ chặt. Ôi. Khói à, con yêu ơi. Khói lắm anh ơi, nhìn này. Ôi, các bạn ơi, nhìn khói này. Wow. Cây nứa bị nổ hay sao ấy. Hình như cây củ này khô quá, bị nổ các bạn ơi. Wow, khói này. Khói trên này thổi thì ho là đúng rồi. Sắp có yêu quái xuất hiện rồi các bạn ơi. Khói nhìn luôn này. Thổi ra con yêu này các bạn nhá. Wow, bay ra con yêu. Đây, wow, khói kinh khủng luôn các bạn ạ. To đùng luôn. Yêu quái xuất hiện, mau chạy đi. Chín rồi, anh nghĩ là chín rồi, lấy đi. Đấy, bới ra. Đây, sao nào. Bình tĩnh anh ơi. Hất mạnh nó ra. Đấy, hất mạnh ra. Rồi, một con. Để em. Hai con. Đây, một con nữa. Đâu. Cẩn thận. Đây, cẩn thận nóng ấy. Đấy. À, chào với con ít này, đấy, ăn ở chỗ phong cảnh rất là hữu tình các bạn ạ. Bên cạnh còn có đôi dép chảy lơ thơ. Đây, cạnh là dòng suối các bạn nhá. Đấy, ăn xong rửa tay luôn. Đấy, wow, suối rất là trong luôn. Nhưng mà mình ăn xong ấy, những cái rác nhá, các thứ là mình phải để gọn, mình mang về nhá. Đúng rồi, mang về. Không cần làm vứt ở đây đâu. Ui, anh ơi, nhìn đi. Vàng ướt luôn. Để em bóc con này luôn. Ui, của em này cũng chảy nước ra này. Xem nào, ta bóc con này xem nào. Thường quá. Bóc đến đâu thơm đến đấy các bạn. Ui, con này hình như trắng trắng rồi, không vàng rồi. Anh ơi, wow. Con này hơi cháy à Tam ạ, cháy chân rồi. Từ sáng đến giờ. Con này vàng đẹp nhất này. Từ sáng đến giờ, anh nuôi từ sáng đến giờ mới được con cua. Ui, con nào màu đẹp nhất? Ui, con này đẹp nhất anh ạ. Con này bị cháy rồi. Đâu, con này màu đẹp nhất này, xong đến con này. Con này bé các bạn ạ. Con này vừa bé vừa ấy. Ui, con này đẹp này. Ui. Còn dã man luôn. Đâu, à sao ạ? Wow, bẻ luôn cái càng. Ui, ngon không? Từ sáng đến giờ mới được ăn cái càng cua các bạn ạ. Ui, ngon nhờ. Em thì nó hơi nóng này. Cái chân này, mấy cái chân này thì nó bị gãy. À sao cũng bẻ luôn cái càng à các bạn ơi. Ui, dùng mất. Đuôi. Ngon lắm anh ạ, nó ngọt, nó tươi mà em. Thịt nó thơm, nói chung là nó tươi và nó ngon. Cứng à? Cứng quá anh ơi. Cua suối ấy, rất là cứng rồi các bạn ơi. À. Ui ôi, cái này phải lấy hòn đá đập con ạ. À, cắn được rồi. Ui ôi. Ui. Ngon. Bóc thịt ở bên trong nha. Ui, ghê. Ghê. Tớ cứ tưởng là ghê. Ôi các bạn ơi. Ui. Thơm á. Ui. Ngon thi. Ngon quá không nói lên lời các bạn. Ui. Từ sáng giờ các bạn, từ sáng đến giờ mới được ăn. Ui ôi. Nó ngọt. Nó thơm. Nó ngon. Nó còn vừa mặn mặn nhá. Không phải cần phải chấm bột canh hay là chấm muối gì đâu. Cứ ăn không này đã ngon rồi á. Mình sẽ lấy đá mình đập càng các bạn nhá. Wow. Rồi, đây này. Ui.
Ngon không? Wow. Wow, nhiều cái chân này nó lộ ra này. Ngon không anh? Nhiều thịt nhờ. Ăn nó vừa giống tôm mà nó lại không giống tôm, nó lại giống cua. Ngon hơn tôm mà sao ạ? Rồi. Ôi, ở đây vẫn có một con cá. Đâu đâu, vơi đây Hà Sang. Được con gì không? Con cậu đoán xem. Ui, cua. Ui, được. Cá nó không phải cá ơi. Chả thấy được con cá nào, toàn được cua thôi. Mày ăn bánh mì ở đâu đây? Nãy là em nhặt đấy mấy mẩu bánh mì vụn bánh mì ấy ở ngoài này mà. Mang hẳn đến đây. Nó hỏng rồi nhưng mà em tin chắc là nó dụ cá là nó vẫn làm mồi cho cá được mà. Đâu rồi nhỉ? Đâu đây? Một con cua này. Nhưng mà cua này bé quá nhỉ? Hết nãy anh em mình ăn mới gọi là to chứ. Ui, hai con. Ba con. Ba con là được ba con cua các bạn ạ. Cua luôn. Ôi, cua này bé quá. Ai nó kẹp em. Thôi Hà Sam ạ, cua mình vừa ăn to, cua này bé tí này, thả nó đi. Thôi thả đi Hà Sam ơi, thả cua đi. Thả vứt xuống. Đấy, rồi vứt xuống. Đâu đây có một con nữa, đâu chỗ này. Đây. Đưa cho Hà Sam đi. Thôi, Hà Sam quyết định sống con này đi. Đấy. Rồi. Thịt đâu Hà Sam? Thịt đâu? Để dưới bắc bếp. Thịt. Thả em cua này đi nha các bạn nhá. Bé quá các bạn ạ, bây giờ to như mấy con nó cãi thì chúng mình lại bắt nhá. Rồi, giờ mình sẽ dập nửa các bạn nhá. Cắt ngấm luôn. Đấy. Không còn gì nữa. Ui ôi, nhìn kìa. Ui các bạn ơi, ở chỗ này có một cái thang nước. Ui, siêu cao luôn. Ui, cẩn thận ngã đấy. Ui, nhìn kìa. Cái này mà ngã xuống thì, ui dồi. Sợ quá, chỗ đó. Đây còn nếu mà sâu hơn đến tận đáy dưới kia dưới sâu hơn nữa là tôi biết phải thua hơn ấy. Thôi đi vào đi Hà Sam ơi. Nước ở đây chảy rất khiết này các bạn ơi. Ở đây còn có những ống nước của người ta dẫn để chắc là lấy nước uống này. Wow, còn bên dưới kia không nhìn thấy dưới, bên dưới là chỗ nào luôn các bạn ạ. Bên kia là các quả núi cao rồi, rất là cao luôn các bạn ơi. Rồi. Ở dưới này rất là nguy hiểm, chúng mình sẽ đi đường khác các bạn nha, không đi đường này nữa. Không vì miếng cơm sinh tồn mà phải lao xuống đây đâu các bạn ạ, nguy hiểm lắm, đi chỗ khác thôi, cô đi ơi. Nhìn gì anh ngắm cảnh à? Đang nhìn xem là sâu không ạ? Bây giờ là hơn 5 giờ tối rồi các bạn ạ. Chúng mình vẫn đang đi vào trong rừng để tìm xem có gì ăn không. Đây là một con đường mòn các bạn ơi. Và bên dưới thì rất là sâu, vực cao, rất là cao luôn. Chẳng có gì anh ạ. Cô đi ơi. Cái dao của em có chặt được cái cây này không? Được anh ơi. Chặt cái cây này đi, lát nữa chúng mình sẽ làm võng ngủ trên cây. Được. Wow. Đứt luôn các bạn. Chỉ cần 3 phát thôi là đứt luôn. Chặt thêm một cái nữa đi, đây này. Phải nhiều dây để. Đấy. Ui, đứt luôn. Ui giời. Đi tiếp chẳng có gì không. Wow. Càng ngày càng tối các bạn ơi, ở trong rừng rất là tối luôn, âm u này. Cây cối rất là cao. Chúng mình sẽ phải đi tìm đồ ăn trước khi trời tối các bạn nhá. Và sẽ tìm một nơi để ẩn nấp nữa. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo các bạn nhá. Bye bye. Bye bye các bạn nhá. Bye bye.